Xin chào mọi người. Hôm nay tôi xin chia sẻ đến các anh em một số cách chỉnh bí ẩn trong trò chơi quá nổi tiếng, kinh điển của hãng Capcom trong dòng series Rockman, mọi người thường gọi là Rockman X6 hay còn gọi là Rockman 16. Bí ẩn hôm nay tôi xin chia sẻ đó là cách chỉnh được Zero đen và chỉnh có bộ giáp Unimax rồng đỉnh nhất của thằng X. Đầu tiên tôi xin chia sẻ cách chỉnh Zero đen. Bắt đầu từ đề mình sẽ nhấn theo thứ tự như sau: 3 lần L1, 1 lần R2. Nó nghe một âm thanh vang lên thì ta sẽ vào. Thank you.
Thì đó là cách chỉnh coi zero đen. Mình phải đi một màn đi đường thứ hai đánh thu phục zero, thì sau đó mình mới lấy được zero đen. Nhưng mà bây giờ tôi không có thời gian để đi hết để mà lấy zero đen cho anh em xem. Nhưng mà sau khi mình chỉnh như vậy thì nó đã thành công rồi. Bây giờ tôi sẽ thoát ra để chỉnh bộ giáp rồng siêu cấp Unimax. Để chỉnh bộ giáp rồng siêu cấp Unimax thì bắt đầu từ đây mình sẽ nhấn như sau: 3 lần qua trái, 1 lần qua phải. Đấy, nghe âm thanh vang lên. Thì đó là cách chỉnh có bộ giáp rồng siêu cấp trong trò chơi này. Ngoài ra còn có một tuyệt kỹ khác để có thể lấy được cả bộ giáp rồng và zero đen, đó là chỉnh bằng hack bằng mật mã game sắt. Chỉ có cách đó mới có thể lấy được vừa giáp rồng mà vừa zero đen, còn bình thường chỉ chỉnh được một trong hai mà thôi. Bây giờ tôi sẽ trở ra và cho các anh em thấy được tôi đã dùng mật mã game sắt để tôi hack có được đủ thằng Unimax và zero đen. Đây chính là cái data cell siêu cấp của tôi đã luyện trong thời gian 2 tiếng 47 phút, thu phục đủ 128 người, đạt cấp độ tối đa hết.
thấy đủ đồ hết. Đây là tất cả các món đồ phụ trợ gắn thêm. Đây là đủ giáp rồng với bốn thằng cơ bản, như thằng sa đao với lại thằng lưỡi dao thì bắt buộc phải có rồi, cứ lấy đủ 8 mảnh giáp là có. Còn fan con thì lúc đầu đã có sẵn bộ giáp rồng thì mình chỉnh, còn hero đen thì đi trong cảnh sẽ thấy được. Bây giờ ta sẽ chọn vô đi thằng hero đen. Đây chính là hero đen, chỉ có thể dùng mã danh sách khách thì mới có được hero đen và bộ giáp rồng. Đó thì trên đây là các phần bí ẩn tôi chia sẻ cùng các anh em. Phần chia sẻ hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các lần tới. Xin chào.